Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thảo tăng cường năng lực y tế tỉnh Hưng Yên và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2024-2030. Dự kiến lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV Bạch Ba tổ chức trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Huyện Ân Thi tập trung giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã diễn ra hội nghị ký kết hợp tác hỗ trợ y tế giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2024-2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Liên Hương, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và gần 50 chuyên gia, bác sĩ trực tiếp triển khai các hoạt động hợp tác của Bệnh viện Bạch Mai. Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Bạch Mai đã luôn quan tâm hỗ trợ y tế cho tỉnh Hưng Yên. Đến thời điểm hiện tại, Hưng Yên là tỉnh thứ 9 ký kết hợp tác hỗ trợ y tế toàn diện với Bệnh viện Bạch Mai. Trên địa bàn tỉnh hiện có Bệnh viện Đa khoa Phố Nối là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai. Thời gian từ năm 2016 đến năm 2020 đã chuyển giao thành công 11 gói kỹ thuật chuyên ngành tim mạch, ung bướu, nội tiết, hồi sức tích cực chống độc. Việc hợp tác hỗ trợ y tế tập trung vào nội dung đào tạo chuyên môn, kỹ thuật y học thực hành toàn diện trên các lĩnh vực tim mạch và tim mạch can thiệp, tiết niệu và lọc máu, hồi sức cấp cứu, chống độc, thần kinh, cơ xương khớp, nội tiết tiêu hóa, hô hấp, dị ứng miễn dịch lâm sàng, huyết học truyền máu, phục hồi chức năng tâm thần, ngoại khoa, nhi khoa, sản khoa, truyền nhiễm. Cùng với đó, Bệnh viện Bạch Mai cử các bác sĩ điều dưỡng, kỹ thuật y có trình độ chuyên môn cao, các bác sĩ nội trú trực tiếp luân phiên hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tỉnh Hưng Yên từ 3 đến 6 tháng. Tư vấn hỗ trợ thành lập và triển khai các dịch vụ y tế chất lượng cao tại các đơn vị y tế tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và lãnh đạo Bộ Y tế đã chứng kiến nội dung ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2024-2030. Để triển khai thực chất và hiệu quả việc ký kết hợp tác hỗ trợ y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu ngành y tế tỉnh Hưng Yên và Bệnh viện Bạch Mai căn cứ đặc điểm tình hình thực tế để chọn lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ hợp tác, có kế hoạch, lộ trình đào tạo công việc cụ thể theo hình thức cầm tay chỉ việc. Công nghệ trong lĩnh vực tôi ghi nhận và đánh giá rất cao sự quyết tâm của lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, rồi của Sở Y tế dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian vừa qua, các đồng chí đã thảo luận, thống nhất nội dung của biên bản hợp tác hỗ trợ kỹ thuật y tế cho tỉnh Hưng Yên. Tôi rất là nhất trí cao với quan điểm, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên rằng nó có đi vào hiện thực hay không, nó có phát huy hiệu quả được hay không thì nó phụ thuộc vào rất nhiều các hành động, các nhiệm vụ cụ thể mà chúng ta dựa trên khung hợp tác với 5 cái trụ cột cơ bản như vậy để đề ra những các cái nhiệm vụ, những cái giải pháp mà hợp tác hàng năm giữa tỉnh Hưng Yên và Bệnh viện Bạch Mai cần phải cụ thể hóa. Việc cơ bản trong mối quan hệ hợp tác này là hệ thống y tế của tỉnh Hưng Yên là chúng ta hưởng lợi, tiếp nhận sự đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, các phương pháp khám chữa bệnh mới mà chúng ta chưa có, chúng ta thiếu, chúng ta yếu. Thế cho nên là thiếu cái gì, yếu cái gì ở trong cái hệ thống y tế tỉnh Hưng Yên, không ai hiểu chúng ta bằng chính chúng ta. Thế cho nên là tôi cũng đề nghị là Sở Y tế là đầu mối thì cũng cần phải rất là chủ động xác định được các nội dung, các nhiệm vụ hỗ trợ rất cụ thể của hàng năm và tập trung vào những vấn đề mà ta đang cần nhất, ta đang thiếu nhất, ta đang yếu nhất. Y tế có thể
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn với những nội dung hỗ trợ thiết thực, Bệnh viện Bạch Mai sẽ đồng hành và nâng cao chất lượng y tế của tỉnh Hưng Yên, để từ đó người dân của Hưng Yên được hưởng chất lượng y tế tuyến trung ương ngay tại địa phương. Nhân dịp này, Bộ Y tế đã tặng một số trang thiết bị y tế cho tỉnh Hưng Yên. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức họp với các ngành liên quan để chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ khánh thành đường dây 500 kV Bạch Ba vào dịp Quốc khánh năm nay. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự án đường dây 500 kV Mạch 3 kéo dài gồm 4 dự án thành phần, có tổng chiều dài gần 520 km, với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 211 xã phường của 43 huyện thị xã thuộc 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối với công suất truyền tải điện lên đến 2.400 MW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia. Đến thời điểm này, dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch đến Phố Nối đã cơ bản hoàn thành thi công theo hồ sơ thiết kế, tổ chức nghiệm thu theo quy định, đủ điều kiện để sẵn sàng đóng điện. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo dự kiến, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức lễ khánh thành dự án đường dây 500 kV tại địa bàn huyện Văn Lâm vào ngày 29 tháng 8. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan, công an, quân đội, Điện lực Hưng Yên, Viettel Hưng Yên, Sở Công Thương, Y tế và hai địa phương là thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Lâm phối hợp với Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Ban Quản lý Điện Miền Bắc ra soát lại phương án, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo công tác tổ chức tốt nhất phục vụ cho sự kiện trọng đại diễn ra vào ngày 29 tháng 8. Lễ khánh thành toàn dự án là công trình quan trọng được tổ chức chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trên địa bàn tất cả 9 tỉnh theo hình thức trực tuyến với tinh thần gọn nhẹ, trang trọng. Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo. Sáng nay, Tổ giám sát số 1 và số 2 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về giám sát tại huyện Phù Cừ và huyện Ân Thi. Đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ giám sát số 1 đã giám sát tại huyện Phù Cừ. Huyện Phù Cừ có 30 trên 36 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ngày càng chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh. Hàng năm, tỷ lệ học sinh trung học phổ thông đều vượt mục tiêu đề ra. Đội ngũ cán bộ giáo viên được quan tâm đào tạo bồi dưỡng cơ bản, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tại buổi giám sát, các thành viên trong tổ giám sát đề nghị huyện Phù Cừ làm rõ một số vấn đề như đánh giá việc sáp nhập trường học, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, quy hoạch quỹ đất phục vụ mạng lưới trường, tình trạng thiếu giáo viên còn xảy ra, đặc biệt là ở khối mầm non. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới huyện Phù Cừ cần thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, bố trí kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học, chú trọng công tác quy hoạch dành quỹ đất cho sự nghiệp giáo dục, quản lý chặt chẽ việc thu chi tại các trường học theo đúng quy định. Trước đó, tổ giám sát số quốc tế tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tiên Tiến. Tổ giám sát số 2 tiến hành khảo sát thực tế tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Phúc, trường trung học cơ sở Hồ Tùng Mậu. Đến nay, tất cả các xã thị trấn của huyện Ân Thi đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Toàn huyện có 44 trên 52 trường đạt chuẩn quốc gia, 51 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Tại buổi giám sát, các thành viên trong tổ giám sát đề nghị huyện làm rõ một số vấn đề như công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, tuyển dụng giáo viên, việc bố trí giáo viên giảng dạy các môn học tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời đề nghị thời gian tới, huyện cần có kế hoạch đầu tư cho giáo dục hiệu quả đồng bộ, công tác sáp nhập trường học phải đảm bảo hiệu quả linh hoạt, không sập khuôn cơ học. Thực hiện nhiệm vụ mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, huyện Yên Mỹ đã tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện là 36 trên tổng số 57 trường học, trong đó mầm non công lập 12 trường, tiểu học 9 trường,
trung học cơ sở 9 trường, tiểu học và trung học cơ sở 2 trường và trung học phổ thông 3 trường công lập. Để nâng cao chất lượng dạy và học, trong năm học mới, huyện đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và các cơ sở hạ tầng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa. Được biết, trong năm học qua, huyện đã đưa vào sử dụng 54 phòng học phòng chức năng xây mới. Huyện Yên Mỹ đang tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2024-2025, ngành giáo dục huyện Kim Động đã tích cực triển khai các công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị giáo dục và tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giáo viên các nhà trường. Các nhiệm vụ phần việc đang dần hoàn thiện chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Năm học mới này, thầy và trò điểm trường tiểu học xã Mai Động nằm ở thôn Vân Nghệ, khu dân cư có vị trí địa lý đặc biệt nhất tỉnh Hưng Yên. Khi nằm bên kia sông Hồng, bước vào năm học mới với tâm thế hào hứng và phấn khởi, bởi điểm trường đã được đầu tư gần 2 tỷ đồng sửa sang lại. Trước đây, địa điểm trên dãy phòng học, phòng giáo viên và khuôn viên sân trường, nhà vệ sinh xuống cấp gây khó khăn cho công tác dạy và học. Điểm trường Vân Nghệ đã được các cấp lãnh đạo, được ban giám hiệu nhà trường quan tâm, và đặc biệt là mấy năm gần đây thì cơ sở vật chất đã được bổ sung khang trang, rất là sạch đẹp, và phụ huynh và các con em đều rất là tin tưởng. Để đảm bảo điều kiện dạy và học cho các thầy cô giáo các nhà trường, từ năm 2021 đến nay, xã Mai Động đã đầu tư trên 7 tỷ đồng nâng cấp cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm đầu tư trang thiết bị, giữ vững sĩ số và chất lượng giáo dục tại các điểm trường thôn Vân Nghệ. Và nâng cao cái công tác tuyên truyền vận động phụ huynh là cho trẻ học tại trường, vì cơ sở vật chất của trường cũng rất là đảm bảo, đồng thời là các cô giáo cũng rất là tích cực tự làm các cái đồ dùng, đồ chơi trang trí trường lớp. Năm học này, huyện Kim Động đã khởi công xây mới và hoàn thiện 77 phòng học mới ở 16 trường học trong năm học vừa qua với kinh phí trên 100 tỷ đồng. Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được tăng cường ở các địa phương. Thì nhà trường đã được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tài trợ với số tiền 5 tỷ đồng, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đầu tư xây dựng khu phòng học 3 tầng với 12 phòng học. Nhà trường cũng đã tích cực tham mưu với các cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thi công, và đến thời điểm này thì công trình của nhà trường đã hoàn thành. Thì các hạng mục của các nhà trường thì chúng tôi đã từng bước sửa chữa, nâng cấp, cải tạo để đáp ứng cái nhu cầu giảng dạy và học của thầy và trò của ba nhà trường. Hiện các nhà trường đã phân bổ sách giáo khoa về cho các em học sinh, rà soát lại số lượng để kịp thời bổ sung, không để tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học mới. Ngành giáo dục huyện cũng tạo điều kiện để cán bộ giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng chính trị chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy năm học mới. Ngay những ngày đầu tiên của tháng 8, chúng tôi đã tập trung vào công tác dọn tổng vệ sinh trường lớp, tăng cường thực hiện các hoạt động chuyên môn để có thể thực hiện cái kế hoạch giáo dục phục vụ cho năm học mới. Đến nay, huyện Kim Động đã hoàn thành sớm việc tuyển sinh đầu vào. Các trường học cơ bản hoàn tất các điều kiện, sẵn sàng bước vào năm học mới với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học trên toàn huyện. Chiều qua tại Thư viện tỉnh Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết và trao giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hưng Yên năm 2024. Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 22.000 học sinh của 70 trường học trên địa bàn tỉnh tham gia. Các bài dự thi đều thể hiện xuất sắc trong ý tưởng, cách lựa chọn chia sẻ cuốn sách, kỹ năng viết và khả năng sáng tạo. Nhiều bài dự thi được chuẩn bị công phu, chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ, văn phong lưu loát, đúng chủ đề, bố cục khoa học, có phần liên hệ thực tiễn sâu sắc, thể hiện được trí tuệ, tình cảm, trách nhiệm và phù hợp với lứa tuổi của mỗi thí sinh. Kết quả, ban tổ chức đã chọn được 36 bài dự thi của các em thí sinh để trao 36 giải, bao gồm 3 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và 15 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải tập thể cho 2 trường có nhiều học sinh tham gia và đạt giải tại cuộc thi, đồng thời lựa chọn 6 bài thi xuất sắc tham dự vòng chung kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm 2024 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời gian qua, huyện Ân Thi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác dân vận, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong giải phóng mặt bằng thi công các dự án, công trình trọng điểm. Với dự án đường Tân Phúc Võng Phan, các địa phương trong huyện đã thành lập các tổ tuyên truyền,
vận động, tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân để bàn giao mặt bằng cho dự án theo đúng tiến độ đề ra. Dự án đường Tân Phúc Phong Phan đi qua xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi có chiều dài 1,2 km với tổng diện tích phải thu hồi là gần 9,8 ha, tập trung chủ yếu ở hai thôn Mễ Xá và Nhân Lý. Đảng ủy, chính quyền xã cùng cấp ủy, chi bộ các thôn đã tổ chức nhiều cuộc họp để tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa, lợi ích từ dự án mang lại, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để nhân dân biết và thực hiện. Đặc biệt, xã thành lập tổ dân vận phối hợp với cơ sở thôn xác định vị trí diện tích, số hộ bị thu hồi đất kiểm đếm, đồng thời thống kê, phổ biến cơ chế chính sách hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổ dân vận của thôn thì theo cái kế hoạch phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách hộ gia đình thì thuộc cụm dân cư ở đâu thì người đảng viên ở đó là phải chịu trách nhiệm kết hợp với ban chi ủy tuyên truyền vận động, dễ thì làm trước, thế còn hộ nào khó khăn thì làm sau. Cơ bản 100% các hộ nhất trí. Sau khi nhận được kế hoạch của huyện thì về đảng ủy đã họp và khối dân vận đảng ủy cũng đã xây dựng cái kế hoạch công tác, thế và tập trung vào hai tổ dân vận là tổ dân vận ở thôn Mễ Xá và tổ dân vận ở thôn ấp Nhân Lý, và đặc biệt là cái vai trò tiền phong gương mẫu của các đồng chí đảng viên có diện tích thu hồi thì đều thực hiện đi đầu, thế cho nên là các hộ gia đình nhân dân cũng đã đồng thuận. Khi triển khai giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho dự án Tân Phúc Phong Phan, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi phải thu hồi gần 12 ha đất nông nghiệp và đất thổ cư, tập trung chủ yếu ở thôn 5 và thôn 6. Để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, các thôn đã thành lập các tổ tuyên truyền vận động, phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể, đã đến từng hộ gia đình để giải thích, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến kiến nghị của các gia đình. Tổ dân vận thôn đến tới các hộ gia đình mà có diện tích đường Tân Phúc Võ Phan đi qua, phân tích từng hộ gia đình một thì cho các hộ dân hiểu được cái lợi ích về của địa phương rồi của nhà nước nói chung. Đấy thì nói chung mọi người dân cũng đều vui vẻ và chấp thuận, đồng lòng và ủng hộ. Gia đình nhà tôi đây là hơn 1.000 mét vuông. Cả tất cả hai chỗ thổ cư đấy, cái tổ dân vận ở đây người ta cũng phân tích rồi phổ biến cho chúng tôi sẽ nắm rõ và chúng tôi rất là đồng thuận. Bằng những cách làm phù hợp, công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Ân Thi đã phát huy hiệu quả, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các công trình dự án được triển khai kịp thời và hoàn thành đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hiểu rõ tầm quan trọng, lợi ích của các tuyến đường giao thông, ngay sau khi huyện Yên Mỹ có chủ trương mở mới các tuyến đường qua địa bàn, 100% hộ dân ở xã Ngọc Long có đất nằm trong dự án đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Xã Ngọc Long có 3 dự án giao thông quan trọng của huyện đi qua địa bàn, gồm đường huyện 34, đường huyện 42, đường quy hoạch số 4 và đường nối đường huyện 42. Các dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 9 ha, bao gồm cả đất nông nghiệp và đất ở. Ngay sau khi nhận được thông báo về việc triển khai dự án, xã đã tích cực tuyên truyền giải thích để nhân dân hiểu. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, 300 hộ có đất nông nghiệp đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 3 hộ có đất ở đã kiểm đếm đồng thuận bàn giao mặt bằng cho dự án. Nhân dân hiểu và đồng thuận với chủ trương nâng cấp, mở rộng đường đã giúp cho dự án qua địa bàn xã được đẩy nhanh theo đúng tiến độ đề ra. Vừa qua, đội tuyển đua thuyền rowing Hưng Yên tham dự giải rowing vô địch trẻ quốc gia tại tỉnh Hà Nam với 2 thành viên, trong đó vận động viên Nguyễn Thị Vân Anh đạt huy chương vàng nội dung thuyền đơn nữ trẻ mái chèo đôi hạng nặng. Trong khi đó, đội tuyển taekwondo Hưng Yên tham dự giải vô địch taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia tại tỉnh Tiền Giang với 12 vận động viên và giành được 50 chương đồng tại các nội dung thi đấu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.